Chào mọi người đã đến với channel của mình là Gat đây, và hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft nuôi rồng. Lần trước mình đã up cái trứng rồng Ender lên để thành rồng lá. Bây giờ mình sẽ gọi là đi kiếm kim cương để mà chế tạo một cái kéo để cắt quẩy của mấy con rồng, xong mình chế tạo giáp rồng và các dụng cụ rồng. Giờ thì mình sẽ gọi là đi thu hoạch thức ăn. Ok, tập này thì mình sẽ cho nó nở ra chắc là hơi lâu, nhưng mà kệ, mình sẽ đợi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng thu hoạch một ít lúa để ăn. Vải nấm mọc trên cây luôn. Trời, vải thật, mấy ông dân làng này trồng có hoài thứ ruộng nên là đi vòng vòng không có thấy. Thu hoạch hết luôn. Mình đang cần thức ăn nhiều để cho việc đi mai. Ok, lấy luôn khoai tây. Mình sẽ về nung ăn, đỡ phải giết thịt. Vì chỉ có kéo kim cương chúng ta mới thể cắt được cái quẩy rồng ra thôi, chứ kéo thường thì không có cắt được. Ok, dưới đây còn nè, mình thu hoạch hết luôn. Ok, xong rồi, bây giờ thì vải. Giờ mình sẽ về nhà nung khoai tây và làm một số thứ thôi. Ok. Mình sẽ chế tạo hết đống lúa này thành bánh mì. Cắt một số thứ linh tinh vào dương. Mình sẽ chế tạo thêm ngoài cây cúp gỗ nữa. Cúp đá chứ. Xong rồi, mình còn dư than, mình lấy chế tạo đuốc luôn. Đây. Ok, bây giờ thì mình đi mai thôi. Ở đây có cái hang nào không ta? Để mình xem gần đây có cái hang nào cho tiện. Mình không biết nó có hấp thụ được như cái mod rồng kia không. Chắc để đó đi, từ từ mình sẽ tính sau. Giờ chủ yếu là mình đi mai. Cái hang này không có lỗ rồi. Mình kiếm cái hang nào rộng để mình xuống tầng phía dưới luôn. Ô, bên kia có một cái hang kìa. Ở đây có lạc đà rất là nhiều. Chỗ đây có một cái gì đây? Ồ, có một cái đường nước nó dẫn xuống một cái hang. Quái thật. Mình sẽ chế tạo đuốc. Đây, cầm lên cho nó sáng. Cho bây giờ thì đi mai thôi. Mình sẽ kiếm nhiều sắt. Ồ, mấy nhát có sắt luôn. Mình đào hết. Giờ mình cần rất nhiều sắt. Nếu mà sắt nhiều thì mình sẽ chế tạo 2-3 con golem gì đó để cho nó bảo vệ cái làng và bảo vệ mình luôn. Mình sẽ dự định là ở cái làng này luôn, sẽ không đi chỗ khác nữa. Ok. Ô, có vẻ cái hang này cùng tới đây thôi. Chắc mình phải đào thẳng xuống. Có thể đào qua được không? Mình nghĩ tìm con. Ô, có sắt luôn nè. Ô, lắc vái thật. Phải đào luôn. Mình nghe có tiếng con zombie bên đây mà ta. Ồ, hàng chi. Nó bắt qua một cái hang bên đây. Nguy hiểm quá, mình sẽ đào cẩn thận. Đây, mình nghe tiếng con zombie rồi. Mình sẽ cầm cái khiên lên. Mình nghe tiếng có một con xương luôn. Có khiên rồi nên là mình không sợ đâu. Cắm hết. Ồ, hai con xương. Quái thật.
bắn nhau đi, bắn nhau đi. Đấy, mình thích cái kiểu bắn nhau này nè. Bắn đi, bắn đi. Ha ha. Để xem hai tụi mày con nào sẽ chiến thắng. Ôi vãi thật. Bắn luôn cả mình. Bắn đi, đừng có bắn tao. Mày chết rồi mày. Chết mày nè, chết mày nè. Hai con luôn, hai con này tự xử. Ok, đào sắt thôi. Chủ yếu là mình đào, đi đào kim cương nhưng mà thấy sắt là mình sẽ đào luôn. Kệ nó. Ô, sắt nhiều thế. Ô, có trên đây luôn, vãi thật. Một ổ sắt luôn. Nãy giờ đào chỉ vài cục thôi mà. Nãy giờ đào mới nói gì mình quên luôn vậy. Mình nghe tiếng một con zombie bên đây nè. Bây giờ mình sẽ lên trên đây lại. Ô, một con creeper. Mình sẽ cho nó nổ luôn, nổ đi. Đấy. Vì ở đây là đá nên là con zipper nó nổ không có to lắm đâu. Ô, một cái hang rộng. Mình cắm đuốc để có gì lát nữa mình biết đường trở về. Mình sợ mấy con zipper quá. Ở đây có sắt nè. Sắt rất là nhiều luôn. Ở đây có một cục à. Ô, thôi mình sẽ đi ngõ bên này trước đi. Đây, rất là nhiều sắt luôn. Mình sẽ đào hết. Mình sẽ tạo một bộ giáp sắt và một bộ dụng cụ sắt trước. Và từ từ sẽ đi kiếm kim cương và làm bộ dụng cụ kim cương sau. Bây giờ thì đào hết sắt đi. Than thì mình chắc không đào ở đây đâu, tại vì ở trên núi có rất là nhiều. Đào ở đây chỉ mất thêm thời gian thôi. Ồ, mình cứ tưởng con xương không à. Ok, cắm hết luôn. Trên đây chắc có sắt nữa nè. Ô, một cái đường hầm khác vậy. Ôi, đường cùng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái ngõ bên đây. Tức là có cái đường nào dẫn xuống hang sâu không? Ồ, có một cái gì đây. Ồ, lại là đường cùng nữa rồi. Mình nghĩ có tiếng nước bên đây, chắc là mình sẽ đào thẳng qua. Cộng mong là chúng ta sẽ gặp một cái hang mới bên đây. Mình nghe tiếng nước càng gần rồi. Hay là nó trên đầu mình ta. Chắc mình nghĩ là nó ở trên đầu mình. Thôi mình bây giờ mình đào thẳng xuống đi. Đây là tầng bao nhiêu rồi? 35 rồi. Ôi, có nước nè. Quái thật chứ. Ô, có sắt nè. Sẽ lắp nước ở đây lại luôn. Nhìn nó chảy phiền phức quá. Rồng thì chúng ta cần cá nên là lần sau mình sẽ gọi là làm một cái lưới. Mình sẽ cài một cái mod lưới vào để làm một cái lưới để chúng ta quăng cá nhiều. Chứ chúng ta bây giờ câu cá thì rất là lâu. Nên là wow. Ui. Ui. Ờ, mình hên. Mình đứng đây nó đẩy mình xuống là mình chết rồi. Mày, ui nguy hiểm vãi. Chết đi. Một phát nữa thôi. Ok. Cậu mong là ở đây có kim cương. Mình chưa có cấp sắt nên là, ô, có vàng nè. Ờ, mình sẽ hên có là đem gỗ nè. Sẽ nung sắt lên và chế tạo cấp sắt. Một cái lò nung. Ok, mình để đây. Mình nung sắt lên đi. Nung chỉ nung 3 cục thôi. Thì là mình sẽ bắt cầu qua kia để đào một ít sắt bên đây luôn. Ôi vãi thật. Ui. Ui. Mình định đẩy nó vào vùng giam. Mày ơi. Vãi thật, đánh có phát nó chết luôn. Ok. Trời, nguy hiểm quá. Chúng ta đang cặn kề với cái chết. Ờ, nguy hiểm ghê. Mình sẽ đào hết mớ sắt này xong qua đào mấy cái thỏi vàng bên kia luôn. Còn một ô, ở đây có sắt nữa nè. Còn mong là có kim cương.
Tại mình đang ở tầng có kim cương mà. Sẽ chế tạo một cái cúp sắt để đào vàng và kim cương. Vàng thì chúng ta sẽ chế tạo táo vàng nè. Ui, hơn vãi. Ok, bây giờ mình sẽ xuống dưới đây. Mình chưa lấy lại cái lò nung. Ok, như trên đây có sắt nè, mình đào luôn. Mình đào bằng cúp đá đi. Đào bằng cúp sắt thì nó tốn độ bền. Ok, mình sẽ xuống dưới đây. Ôi, có sắt nè. Còn một là có kim cương. Ui, thật. Quái thật chứ. Vãi thật, con xương nó ngu. Vãi bánh mì mình đâu rồi? Chế tạo bánh mì giờ mình giục đâu luôn rồi. Vãi thật chứ. Rồi bây giờ chúng ta không còn thức ăn luôn. Con mấy thấy con nhện mà ta. Bây giờ thì không có thức ăn luôn. Oh my god, xui thế. Mình cứ định là chế tạo bánh mì rồi mình đem xuống để dành đi mai mà. Đợt cũ để bánh mì trong dương luôn rồi. Sao mình ngu thế. Mình sẽ đào một ít đá đỏ đây luôn. Có gì chúng ta cần sử dụng thì sử dụng. Mục đích bây giờ là chúng ta chỉ kiếm hai viên kim cương thôi. Mà không thấy nè. Ôm con zipper nguy hiểm quá. Mình sẽ đào luôn. Kim cương. Ủa không phải đâu. Sẽ đào vàng, nhiều vàng. Và để làm táo vàng. Chúng ta đào tạm vậy thôi tại vì mình đang đói. Chắc là mình đào một xí nữa và tìm đường lên thôi. Còn mong là cái trứng rồng nó hấp thụ được tinh hoa và nè. Ui, quái thật, mình cứ tưởng ngọc lục bảo. Nổ đi. Bên trong có gì không ta? Thôi mình qua bên đây đi. Hiểm quá. Kim cương ơi, mày ở đâu? Xuất hiện đi, tao đang rất cần mày. Chả thấy kim cương ở đâu. Ở đây có đá đỏ nè. Ôi, lại một cái kho dung nham. Nhưng mà thôi, nguy hiểm lắm, mình đi vô khác đi. Mình sẽ tìm đường lên luôn đi. Chứ bây giờ chúng ta đói rồi, đi mai là sẽ rất là nguy hiểm. Sẽ đào hết luôn đi. Sắt nhiều mà. Đào để dành làm golem. Mình chỉ cần bí ngô nữa thôi là có thể làm một con golem rồi. Còn ô bên kia có sắt kìa, mình qua luôn. Đá cuội nè. Vậy là chúng ta hơn một stack sắt rồi. Cái đào sắt luôn. Mình cứ sợ sợ bọn zipper sao á. Mình đang ở tầng số 9. Tầng này sẽ có kim cương rồi. Mà nãy giờ mình đi không thấy một viên nào luôn. Kim cương ơi, mày ở đâu? Quái thật. Còn mong là có kim cương ở đây. Vàng thì nãy giờ mình đào mười mấy cục rồi. Ngon thế. Ở đây là một kho khoáng sản luôn nè các bạn. Mình rất thích đào khoáng sản gì kiểu đã tay sao á. Wow, một đống sắt luôn. Ở đây một đống sắt luôn nè. Tập này chủ yếu là mình đi mai kim cương nhưng mà trời, toàn là sắt không. Không thể cưỡng lại được. Ok, bên đây thì mình đã đào hết rồi. Bây giờ thì thắp sáng khu này để tìm kim cương thôi. Ở đây có mình nghĩ là ở đây sẽ có kim cương. Lắp lại ổ nước này đi. Ok,
Ok. Ở đây có sắt nè. Ô bọn zombie. Mình phải cẩn thận hết sức. Vì có thể mình đang đào mà bọn cung nó bắn một phát là mình lọt luôn. Oh no. Kim cương ơi. Sao mình thấy toàn là sắt không vậy? Bây giờ mình sẽ tìm hết bên đây luôn, nếu mà không có thì mình sẽ lên, chứ bây giờ chúng ta hết thức ăn rồi. Sẽ dắt những phất đây. Kim cương ơi, kim cương ơi. Ô. Ô bây giờ thì chúng ta tới đây rồi, không thấy kim cương rồi. Ok bây giờ mình sẽ đào hết cái này và đào đá để mình đi lên trên. Ok mình đã lên được trên rồi, bây giờ thì chỗ này là chỗ nào ta? Chắc mình đi sai rất là xa khu rừng rồi. Oh my god, bây giờ làm cách nào để trở về nhà đây? Ồ mình đói lắm rồi, trời ơi trời. Bây giờ mình sẽ lên khu cao nhất để mà tìm cái khu dân làng. Ồ. Ồ, mình bật tầm nhìn lên. Ồ đúng rồi, tầm nhìn 8 à. Ở bên này là khu lạc đà nè. À, cái dân làng ở đây thôi. Ôi làng ơi. Làng ở đâu vậy? Ồ mình đã thấy làng rồi. Ồ mình đặt luôn cái dấu ơi. Có gì lần sau mình sẽ tới cái hang lại. Ồ, mình đi hết nổi rồi. Còn mong là cái trứng rồng của mình nó sắp nở. Ồ, tới rồi. Vãi thật. Cái trứng rồng này nó không trở thành rồng lá rồi các bạn. Ồ, nó sắp nở luôn rồi. Vãi thật, vậy là mình sẽ nuôi con rồng Ender à. Nếu cái tủ trứng này chắc là lần sau mình sẽ chỉnh và sáng tạo và mình sẽ đổi lại thành các loại trứng luôn. Chứ bây giờ nó không hấp thụ được rồi, cái mod này nó không có gọi là kiểu hấp thụ các thứ ở ngoài á thành một cái co trứng rồng á, nên là mình sẽ đổi sáng tạo và lấy hết tất cả các loại trứng luôn. Giờ mình sẽ nung hết đống sắt này. Mình hết đá cuội rồi, đây cái ổ mì đây, vãi thật chứ. Chắc là mình sẽ cho con rồng Ender nó nở luôn. À, mình lỡ nuôi rồi. Quái thật chứ. Bây giờ nung sắt nung vàng lên hết. Ok bây giờ thì nó sắp nở rồi nè. Quái thật. Nuôi dòng lá và dòng Ender, trời là trời. Biết gì mày khỏi nuôi cho rồi. Nhưng không sao, cũng là rồng. Mình sẽ cắt quẩy á. À mình để mình xem có công thức quẩy rồng Ender không. Ồ, có công thức quẩy rồng Ender nè các bạn. Quẩy thiệt. Đó, lần sau mình sẽ lấy hết cái đám trứng này luôn, chứ là nó không hấp thụ được rồi. Nhưng mà mình sẽ xây cái chuồng dạng cho nó kiểu giống con rồng đó, cho nó đẹp. Mình sẽ chế tạo một cái nón tiếp đi. Từ từ mình sẽ chế tạo thêm. Giờ ra xem trứng rồng nó nở chưa. Ok. Nó sắp nở rồi nè. Ui, hết hồn. Sắp rồi, nó đang nhanh, càng ngày càng nhanh đó các bạn. Nở đi. Đây. Vãi thật. Cái mod rồng này nó nở ra rồng mình. Nó nở ra con rồng dạng không phải con rồng con á, mà kiểu giống một con rồng Ender luôn, nhưng mà dạng thu nhỏ lại. Giờ thì mình không có cá rồi, nhưng mà thôi kệ, lần sau mình sẽ gọi là làm một cái lưới để bắt cá về cho rồng ăn. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên like và đăng ký kênh của mình nhé. Đủ 1500 like thì mình sẽ tiếp tục nuôi rồng nha. Bye bye.